Rồi, sau khi mình tháo cái cần nối này rồi thì anh em quan sát. Và bây giờ mình sẽ tiến hành tháo cái con ốc lục giác kết nối giữa cái chỗ để chân với cái bệ giá đỡ và cái cần số. Ok, thì mình sẽ để cái lực là 11 Nm do mình đã mò ra rồi, mà mình để luôn cho anh em xem. Như cái con bù lông hồi nãy là lực xiết là 12-13 Nm, còn cái con bù lông này là 11 Nm nha anh em.
Đó, anh em thấy ha, khi mà mình tháo ra, khi mà mình siết khi mà mình siết lại 11 Nm á, là ngay cái mức đó nó không thể siết được hơn được nữa ha. Và bây giờ mình sẽ tháo ra. Nó hơi cứng nha anh em, nó cứng tại vì ở trong nó có một cái lớp keo khóa ren. Ok, phải dùng lực thật là mạnh và mình cũng đã tháo ra được. Thì cũng có nhiều anh em hỏi mình là cái cờ lê siết lực này mình mua đâu. Thì mình xin nhắc lại là mình mua ở trên Sài Gòn, ở trên cái đường Ký Con á anh em. Đường Ký Con, đường Giặc Xin á, chợ dân sinh á. Thì ở đó họ bán rất là nhiều. Tháo ra mặt ngoài. Rồi sau khi tháo ra anh em thấy ở mặt ngoài nè, nó sẽ có một cái lông đền bự ha, và một cái lông đền nhỏ. Anh em nhớ lưu ý đúng thứ tự nha, để khi lắp lại cho nó đúng. Không đúng thì nó sẽ gây sượng khi mà mình móc số. Và đây là cái con ốc lục giác hồi nãy mình đã mở đó. Thì anh em thấy cái lớp màu xanh đó là cái lớp keo khóa ren đó nha. Thì một lát lắp vô thì mình cũng sẽ vệ sinh và mình trét một cái lớp keo khóa ren lại. Và đây là cái cần số zin, cần số zin hai chiều. Thì nó được luồn vô một cái chỗ bệ để chân. Thì cái chỗ bệ để chân nó có khất á anh em. Nó có một cái khất để nó kêu là cái đầu đực đi ha, để nó ráp vào cái phần bệ đỡ đó. Nó có một phần lõm là đầu cái, nó khớp với nhau thì nó mới vô được. Thì mình cũng có dự định là sẽ thay cái bệ để chân này bằng một cái bệ để chân nó bự, nó to bản hơn, giống như dòng Touring á, nhưng mà mình vẫn chưa tìm được. Và đây là cái cần số một chiều zin, mình mua từ trong Suzuki Phổ Quang. Và nó có cái part number anh em thấy 25600 23K60 360, và made in Indonesia. Ngày sản xuất là 4/10/2018. Cái cần số 2 chiều thì mình nói chung là cái chiều mà đạp dầm ở đằng sau gót á, mình ít có xài lắm, cho nên tháo ra luôn cho nó nhẹ nó gọn. Với mình tăng đưa cho nó cao lên một xíu để mình sử dụng cái đôi giày mô tô để đưa vào móc số cho nó dễ. Và cái con ốc lục giác mở chìa số 8 á, mình sẽ vệ sinh lại và mình trét cái keo khóa ren lock tie 243, lỏng cái con bù lông á. Lỏng bù lông thì nó rớt ra giữa đường lúc mình chạy nguy hiểm lắm, cho nó mình phải kỹ chút xíu. Thì không biết là thợ thầy ở ngoài làm sao. Thì mình nói chung là cũng học hỏi từ các anh em khác, mà từ các biker nước ngoài, biker Tây á, cũng có một số kinh nghiệm và mình áp dụng mình làm thôi. Ok, thì bây giờ mình sẽ siết lại. Thì hồi nãy mình có nói với anh em là giá trị lực là 11 Nm ha. Mình cứ dặn cho cái cần là 11 Nm. Rồi sau khi dặn xong thì mình sẽ gáp cái cần nối dài á, gáp vào đúng và nhớ có con lông đền. Sau đó mình gắn cái phe lại cho nó chắc chắn nha. Ok, như vậy mình đã ráp xong rồi đó. Anh em nhớ là lưu ý phải đúng cái chiều nha. Xong xuôi rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình lắp vải vào xe thôi. Công việc cũng rất là đơn giản. Đi làm về mệt thì có cái niềm đam mê này nó quên đi mệt mỏi anh em ha. Đó, hai cái con ốc này thì mình sẽ siết lại với cái giá trị là 12-13 Nm nha anh em. Cái này thì khỏi cần gắn cái keo khóa ren cũng được, tại lúc mình tháo ra mình không có thấy ha. Rồi anh em siết là siết đều hàng ốc, là mình dặn hờ nhẹ rồi mình siết từ từ. Trước khi mà gần khít á thì mình sẽ siết chặt đều hai con, chứ đừng có dặn một con dặn hoài ngang, vậy là nó không có đều. Rồi sau khi siết lại anh em thấy nè, mình có làm cái dập chỉ thị nè, đó giống y chang ban cái đầu luôn á. Đó, như vậy đảm bảo là mình siết đúng lực ha,
không có quá lỏng hoặc cũng không có quá chặt. Ok. Thì vấn đề này chắc anh em học bên cơ khí như là Cao Thắng hay sư phạm kỹ thuật anh em rất là rành ha, còn mình không phải. Mình không phải dân cơ khí, mình cũng học lỏm thôi nha. Có gì sai anh em thông cảm bỏ qua nha. Rồi, sau đó mình sẽ gắn cái này cái gì ta? Cái khớp nối cái hộp số á. Ok, rồi mình sẽ lắp lại cái bọc cao su hút số cho nó êm, nó không có hư cái mũi dài ha. Wow, rồi hoàn thành rồi đó, mình đã tăng đưa nó cao hơn một chút xíu, và khi mình sử dụng cái đôi giày chuyên đi mô tô á, nó dễ móc số hơn ha. Với lại khi mà mình đi đường off-road á, mình đứng lên mình móc số nó dễ hơn, chứ bản tin á là cái cần số nó bản S á, cái cần số bản S á nó hơi nhủi xuống chút xíu, mình móc nó hơi khó ha. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi cái video này nha. Nếu anh em thấy cái video này nó hấp dẫn, nó thú vị thì anh em đừng quên nhấn like, share, subscribe, ủng hộ kênh của mình nha. Xin chào, chúc anh em một ngày thật là vui nha. Bye bye.